vợ chồng Ngô Thanh Vân đại náo phố ẩm thực Bangkok. Ngô Thanh Vân và Huy Trần lên danh sách những cửa hàng Michelin nổi tiếng ở khu phố Chinatown, Bangkok để ghé thưởng thức. Trong chuyến du lịch Thái Lan mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân lựa chọn phố tàu Chinatown làm điểm dừng chân để khám phá ẩm thực. Hai người đi xe túc túc cho mát, tránh tắc đường. Theo kinh nghiệm của Huy Trần, bạn nên mặc cả, đôi khi xuống một nửa so với giá tài xế đưa ra để tránh bị hớ. Chinatown nằm tại hai con đường chính là Yawarat và Charoen thuộc quận Samphanthan, trung tâm Bangkok. Đây là một trong những tụ điểm ăn uống lớn và nổi tiếng nhất ở thủ đô Bangkok. Luôn trong tình trạng chật kín khách du lịch khắp thế giới, Ngô Thanh Vân và chồng quyết tâm đại náo tất cả các nhà hàng được Michelin gợi ý tại khu phố này. Tuy nhiên do bụng hết chỗ chứa nên đã lựa chọn một vài nhà hàng tâm đắc. Địa điểm đầu tiên hai vợ chồng nữ đạo diễn ghé là cửa hàng quẩy kiểu người Hoa, nằm ngay bên phải khu Chinatown. Cửa hàng tên là Pa Tong Go Savo, bán món Pa Tong Go, mô phỏng theo món quẩy Yutia của Trung Quốc, ăn kèm nước sốt sang khay bai quay, mãng cầu lá dứa Thái Lan, hoặc sữa đặc có đường. Đầu bếp nặng quẩy và chiên trong chảo ngập dầu ngay tại chỗ. Huy Trần lập tức phải lòng ngay món đầu tiên. Nhận xét quẩy giòn bên ngoài, bên trong mềm, chấm với nước sốt ngọt béo. Món này hợp để ăn khuya, tráng miệng hoặc món khai vị. Cửa hàng này được nhiều dân sành ăn tặng danh hiệu quẩy ngon nhất Bangkok. Quán thứ hai là mực nướng Quy Cao, cũng là nơi tốn nhiều tâm sức nhất mới được ăn của Ngô Thanh Vân và chồng. Món này ngon nổi tiếng và rất khó mới đặt được món. Khách phải xếp hàng rất dài bên ngoài để gọi món, sau đó thanh toán, đưa hóa đơn cho người nướng ở bên kia. Khi chờ đợi, có quá đông người chen lấn, xô đẩy mới lấy được đồ ăn nhưng Vân và Huy đều cảm thấy xứng đáng. Sốt cay khủng khiếp vì toàn ớt tươi. Tuy cay xé lưỡi, món ăn vẫn rất ngon. Cả hai chấm món này số 1 ở Chinatown và bạn nhất định phải thử, cô nói. Mực sử dụng ở quán là mực tươi, được xiên vào que và nướng liên tục ở khu vực chế biến. Mực bên ngoài giòn, bên trong vẫn khá mềm, chứa thêm nước sốt. Về độ cay, món này được đánh giá ở mức siêu cay bốc khói, không phải ai cũng ăn được. Dù lượng khách rất đông, quy trình phục vụ khá rõ ràng nên không khó cho người lần đầu ghé ăn. Quán nằm ở gần ga tàu điện Wat Mang Kong, cách khoảng 5 phút đi bộ. Giống hầu hết các quán ở Chinatown, nơi đây cũng nghỉ bán vào thứ hai. Địa điểm tiếp theo quán bánh canh thịt heo, từng lọt vào danh sách Michelin 3 năm liên tiếp. Mới đầu, Huy Trần khá nghi ngờ về chất lượng vì món ăn phục vụ đơn sơ, trình bày sơ sài nhưng ăn vào thì dính thôi rồi. Ngay từ ngụm nước dùng đầu tiên, anh chàng đã khá bất ngờ bởi hương vị ngọt đậm đà, nội tạng lợn tươi, không mùi, thịt lợn ngon. Huy Trần ăn sạch 3 tô bánh canh heo quay vì mê mệt món này. Ăn chưa đã, chồng Ngô Thanh Vân tiếp tục ghé quán ăn cuối cùng làm một tiệm thịt lợn quay cuộn giòn bì. Từng miếng thịt ba rọi được cuộn tròn, chiên cho lớp bì nổ giòn. Bên trong vẫn ẩm ngọt, dưới nước sốt chua chua ngọt ngọt, ngon nhức nách. Ăn khá nhiều món cay nên Ngô Thanh Vân và chồng gọi ly nước nhãn để uống cho hạ hỏa. Giá thành ở Chinatown khá bình dân, tuy nhiên luôn đông đúc chật kín, nhất là ở các quán nổi tiếng. Đôi khi, thực khách sẽ phải chen lấn và xếp hàng khá lâu. Do đó, bạn nên ăn mặc gọn gàng, mát mẻ và luôn đeo túi tiền sát người để tránh bị trộm cắp nơi đông người. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.